rằng quan hệ thật sự của Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ 67 tuổi sau khi ly hôn mà không có con. Ly hôn với nhau khi không có con chung hay tài sản chung. Về cơ bản, Đàm Vĩnh Hưng và Bầu Sâu Liên Phạm không còn ràng buộc gì với nhau. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những quý ông được yêu thích nhất của showbiz Việt. Sau hàng chục năm làm nghề, nam ca sĩ chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Thế nhưng hồi tháng 10 năm 2021, dư luận xôn xao vì thông tin Bầu Sôi đình đám Liên Phạm đệ đơn ly hôn Mr. Đàm lên tòa án quận Cam, bang California. Được biết bà Liên Phạm đã gửi đơn từ trước hai. Được biết bà Liên Phạm gửi đơn trước đó 2 tháng. Cặp đôi này kết hôn hồi tháng 6 năm 2004 đến tháng 2 2018 thì ly thân. Thông tin gây chấn động trên khiến dân tình bàn tán trong thời gian dài. Đến tận bây giờ, người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng đính chính, càng khiến mọi người thêm tò mò. Theo thông tin thanh niên chia sẻ, Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm không có con chung và tài sản chung. Có thể vì vậy mà cuộc ly hôn này khá êm đẹp, không hề xuất hiện điều tiếng gì. Tuy nhiên, khoảng cách 17 tuổi giữa Đàm Vĩnh Hưng và Bầu Sâu Liên Phạm khiến họ nhận về không ít lời dị nghị. Nhiều người hoài nghi mối quan hệ thật sự cũng như mục đích họ kết hôn với nhau. Trên thực tế, quan niệm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Liên Phạm sau khi ly hôn vẫn rất bình thường. Trong chuyến lưu diễn của nam ca sĩ tại Mỹ cách đây không lâu, người vợ này đã đến ủng hộ, chia sẻ hình ảnh gây chú ý. Thật hiếm có cặp đôi nào sau khi đường ai nấy đi là nhanh chóng quay về làm bạn như vậy. Không chỉ vậy, trên trang cá nhân bà Liên Phạm còn thường xuyên chia sẻ thông tin về các show diễn của Đàm Vĩnh Hưng, ủng hộ nam ca sĩ trong quá trình làm nghề. Về phần Mr. Đàm, dù không lên tiếng nhưng cách thể hiện của anh cũng đã đủ cho thấy mối quan hệ với vợ cũ rất tốt. Vài ngày trước, khi nữ bầu show đăng bài chúc mừng sinh nhật mẹ ruột, Đàm Vĩnh Hưng đã để lại bình luận đầy thân thiết. Happy birthday má bo, thương má, chúc má luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ. Cách xưng hô với mẹ vợ cũ của nam ca sĩ có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho tình trạng quan hệ của anh và bà Liên Phạm.